Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ thả một con diều rắn đuôi dài 30 mét nha các bạn. Ở đây là con diều mình cũng mua mùa diều trước nè các bạn. Bây giờ mình lấy ra thả các bạn cùng coi nha. Diều này lúc mình mua nó rẻ lắm các bạn ơi. Mình không nhớ nhưng mà con diều này mua lúc nó rẻ lắm các bạn. Mua ở trên mạng các bạn. Không biết do con diều này người ta thấy xấu quá, người ta bán hay sao mà nó rẻ. Mình thấy nó cũng không được đẹp các bạn ơi. Cái đầu nó không được ngầu các bạn ơi. Được cái là cái bộ đuôi nó 30 mét, nhìn nó dài các bạn. Chứ cái đầu con rắn mình thấy mình không có thích. Bây giờ mình bung ra cho các bạn cùng coi nha. Đó, cái đó là cái đuôi nha các bạn. Bây giờ là cái này đây. Đó. Rồi. Đây là hai cây chống của nó nha các bạn. Giờ mình sẽ gài vô nha. Đây cái chống giữa nè. Rồi ok, bây giờ mình chống cái ngang ngang coi các bạn. Đây. Rồi. Bọt này lại luôn nha các bạn. Cái này có dây cột mình cột lại luôn nha. Rồi ok, vậy là mình đã ráp xong cái đầu con rắn các bạn. Đây mới thả xuống cái ở giờ quá giờ. Cái đầu con rắn này không có nổi các bạn ơi. Thấy cái đầu rắn này mình không có thích các bạn ơi. Đầu rắn này lên nó không có nổi. Nhưng con rắn màu xanh nó cay mà 15 mét đó các bạn. Thì cái con rắn nó lên thì nó nhìn nó sẽ nổi hơn nha các bạn. Đó. Bây giờ để mình ráp cái bộ đuôi của nó vô nha các bạn. Rồi. Đây cái bộ đuôi nó các bạn. Bộ đuôi dài 30 mét. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ ráp dây luôn vô nha các bạn. Hôm nay trời cũng không có gió mạnh quá các bạn ơi, nên mình không biết là cái con rắn này nó có bay lên nổi không các bạn. Rồi cứ thả thử nha các bạn. Rồi. Bây giờ là cầm cái đuôi với lại cái con diều nha các bạn. Vừa mạnh là mình phải bung ra liền các bạn. Gió vừa mạnh là phải bung ra liền để kịp con diều mình thả vậy là nó lên các bạn. Gió đang mạnh nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tuôn dây ra nha. Giờ mình sẽ tuôn dây cho bay lên cao luôn nha các bạn. Gió đang mạnh nè các bạn ơi. Cho ra hết 400 mét dây luôn nha các bạn. Ở trên gió mạnh quá các bạn ơi. Cái đuôi hình như nãy mình lắp nó bị bên cao bên thấp các bạn. Nên nó hơi lạng lạng á. Mình cột nó bị hơi bên cao bên thấp, bên ngắn bên dài các bạn.
Ô, đuôi lên đụng luôn diều. Rồi ra hết dây luôn các bạn ơi, cho thòng dây luôn. Rồi lên. Rồi tuôn ra hết luôn. Dây hơi hơi thòng nhưng mà tuôn ra hết luôn. Wow. Bị nghiêng qua một bên các bạn ơi. Không biết là cây nãy mình lắp với mình chưa kiểm tra nó có đều hay không lên bị nghiêng rồi. Trời ơi lỡ rồi các bạn ơi, thả luôn đi, nó cũng không có đến nỗi nào đấy. Thả ra hết 400 mét dây đúng rồi. Rồi ok, hết 400 mét dây các bạn ơi. Con diều rắn này thì cái mặt nó nhìn nó hơi không có được ngầu các bạn. Cái đầu con rắn nhìn nó không được ngầu thôi, nhưng mà cái đuôi thì nó dài, nhìn lên ra dây rồi thả bay lên rất là đã các bạn. Khúc mà mới thả ra nhìn rất là đã nha. Nó còn lên bầu trời cao thì cũng không có thấy rõ được gì. Thì hôm nay không phải là ngày cuối tuần nên là đồng diều cũng ít người thả diều nha các bạn. Đó, chỉ có vài con thả đây thôi các bạn ơi. Đó. Vài con thả đây thôi. Đó, bên này. Để mình coi. Nói chung không phải là cuối tuần nên là chỉ có vài con thôi các bạn. Đó. Bên này. Rồi đâu nữa? À, bên này một con nữa. Đó. Rồi với lại con của mình thôi các bạn. Đâu rồi, con của mình đâu rồi? Đây. Đó, con của mình rồi các bạn. Đó. Thì hôm nay là ngày trong tuần nên là mấy bạn nhỏ là cũng phải đi học các bạn. Đó. Rồi bây giờ là tiết mục tập thể dục thể thao nha các bạn. Thu diều về nha. Đó. Quay về các bạn ơi. À. Hôm nay tay mình hơi đau các bạn, hổm gà thả cái guồng này nè các bạn, cái guồng này nó ma sát đây nè nên là nó bị đau ở tay nè, nó mới phải đeo ở tay nha các bạn. Giờ mình thu vô nha.